Tin bóng đá 24 giờ ngày 25 tháng 5. Klopp giành giải huấn luyện viên xuất sắc nhất Premier League mùa giải 2021-2022. Mới đây, huấn luyện viên Jurgen Klopp đã giành được cú đúp giải thưởng. Đầu tiên là danh hiệu huấn luyện viên xuất sắc nhất mùa giải Premier League 2021-2022 do Hiệp hội huấn luyện viên Anh trao tặng. Klopp giành giải thưởng này dù Liverpool chỉ về nhì sau Man City của Pep Guardiola. Ngoài ra, ông cũng giành cúp Sir Alex Ferguson dành cho huấn luyện viên xuất sắc nhất mùa giải do huyền thoại người Scotland trao tặng. Đây là danh hiệu được bình chọn bởi các huấn luyện viên ở giải đấu tại Anh. Chuyên gia người Đức chia sẻ: "Đây là một vinh dự tuyệt vời sau một mùa giải điên rồ. Và khi bạn giành một giải thưởng như thế này, hoặc bạn là thiên tài, hoặc bạn có một đội ngũ huấn luyện tốt nhất thế giới. Tôi ở đây với 4 người trong số 3 huấn luyện của mình và họ biết tôi trân trọng họ như thế nào." Mùa này, Liverpool của Klopp đã giành được cú danh hiệu FA Cup và Carabao Cup. Á quân Premier League vẫn còn cơ hội giành thêm một danh hiệu nữa với trận chung kết Champions League với Real Madrid ở phía trước. Bóng đá 24 giờ, sống trên đường pitch.